biến sao vậy? Nằm đó chơi rồi nhờ anh đi mua. Giờ anh nằm đây anh, em nhờ... Ê, tao. Nghĩ sao vậy? Nằm đó nhờ anh đi mua. Bây giờ anh nằm đây anh nhờ em đi mua được không? Nhìn mắt em đeo mắt cười. Có ai hỏi tại sao mày là con trai không? Rồi gì nữa? Bữa đó mày nói tiếp mà đúng không? Thì tao đang chuẩn bị thôi. Mày sủa đi. Anh đảm bảo với em á, từ bây giờ nội không bao giờ dám đụng vô cái máy tính này nữa. Nội nghe tụi con nó để cho em mà nội vô nội. Mày đi đưa lên thật ghê ghê á. Ờ đó, để chơi. Chân mày dơ quá. Ừ. Không, mày gói lại, mày gói lại. Bị đi. Để đường cái lên á. Quỷ nè. Đừng, mày cứ bóp mà. Hay chơi. Cái gì? Oh my god. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bẩn nó cứ rỡ đầu con hoài, cái đầu con là cái đầu đẹp, mẹ biết không? Ừ. Nói nghe nè. Dạ? Cái đầu mày thấy ghê quá à. Cái mặt nó giống thằng gì bị chuyện tình mùa đông gì đó. Yeah. Tao ơi, cho ba con mới thùng bóng ăn rồi chứ. Tình tạo lên. Ủa thoại khúc sau là cái gì chị? Không, thím chỉ cần bỏ thêm ít tiền vô nữa sửa lại là cái xe có thể chạy bằng. Cái bãi diễn cái nét cười mà bà. Chạy. Giặc xì rồi diễn xấu mà. Mọi người cái này phải để behind the scene nha. Bậy con. Cái đó thím bỏ mất tiền vô nữa sửa lại là sao vậy nhà bà bà. Anh Trung mới là anh Diễn hoảng sợ. Rồi. Trời ơi, Yumi ăn ở bừa bộn lắm, ông hiểu không? Mọi thứ đều nhếch nhác hết á. Thiếu điều có thêm bộ riêng mép nữa là thành đàn ông luôn á. Tôi sợ. Thì bộ riêng mép nữa, tôi sợ lắm. Lại, nói. Ủa sao đúng không ta? Sao tiến anh bắt vô kỳ ta? Anh phải coi. Đúng không? Coi lại cái phải. Anh ơi, nhắc lại Nguyễn cái thoại của Long á. Vậy là từ nay ông có lý do để tiếp tục thích Yumi rồi đó. À, ông muốn miếng sữa đi. Thôi. Xong cái đó để anh giết cái tâm lý của anh. À dạ. Không đọc kịch bản hả? Không sợ. Yumi biết đàn piano thiệt hả? Gì piano? Violon. Violon. Hả? Vậy là Yumi được vô đội điền kinh của trường luôn. Dạ thiệt có ba. Huấn luyện viên đã bắn tốc độ của Yumi rồi. Kinh khủng khiếp luôn. Đó, cái mặt khoảng y chang vậy nè. Hết hồn. Kinh điển quá.
Quân Liên Viên đã bắn tốc độ quá. Bắn tốc độ. Bắn tốc độ, điện điên. Chạy điện kinh bị bắn tốc độ. Tôi lỡ cắn Nguyễn sao. Mày đang ăn luôn đi, mày để mày đang ăn luôn đi. Rồi. Vậy là Yumi được vô đội điền kinh của trường con luôn. Thì có ba, huấn luyện viên đã... Ừ, thì cái món nào bà nội nấu ngọt cô có ghi vô. Con là thích bò. Trời. Bò. Bà con lộn rồi. Mấy đứa cần đi la lộn liệu giùm chị nè. Mấy bộ đây, thích lộn 154 đề tháng. Thích bò, hồi xong ai biết, mình không khác nha. Nó chỉ nói cơ cơ của mày mà để chị chị. Giờ nó thích lộn đẹp mát rồi. Gì nữa, ba? Điên hả? Chọt cái nó chọt. Có duyên nhưng mà nó chọt sớm. Ba đi đâu vậy ba? Ba đi làm. Hả? Đi làm có gì đâu tôi còn. Bây hả như vậy. Vô luôn bạn, vô đứng đây nè, cho quay chung cho vui nè. Ba đi làm, chưa đi làm mà chù đuổi việc là sao? Bỏ đâu cũng muốn chọc cho nó vui mà. Ba bị đuổi việc mà vui hả? Không khí nó vui thôi. Mới nói là chỗ nào, chỗ nào ai biết mà nói. Làm đi làm mong không bị đuổi ở nhà. Ai da tập. Ở nhà nữa không? Cho vui giỡn. Ba đi làm chưa đi mà chùa bị đuổi hả? Không khí nó vui thôi à. Xin lỗi bà. Ôi mà tôi... Đúng rồi. Đúng mà cười. Đi làm không cho bị đuổi. Về là chở xe vui. Ba đi làm chưa đi mà chùa bà bị đuổi hả? Xin lỗi. Bận quý mua đồ con vịt ra quảng cáo hút sức lát là sao? Mình không có lát. Cứ làm gì á? Cứ làm gì á? Không phải tao đứng ngay. Tao hỏi đứng ngay. Đứng ngay. Biết chưa? Trời ơi. Quát la. Lòi quay lát. Hay là quá. Cái lông lộn xuống quần rồi. Xấu. Cuộc đời em không có cái gì thơm hơn cả lông. Gọi tôi có chuyện gì? Cuộc đời này không có gì thơm hơn cả lòng. Ủa mày đụng vào chân rồi. Mày đụng vào người rồi. Sao là anh mày nè, sò lông. Sò điệp má. Đừng cần gọi sò điệp mà. Ông để tôi đi. Wow. Hả? Sao vậy hả? Không thấy gì hết, không thấy gì đâu mày.
Còn chiếc taxi, hai tô phở chưa thu tiền, hai tô phở chưa thu tiền. À. Ủa vậy hả? Anh không bao giờ muốn làm em đau đâu Mẫn à. Tào lao. Bạn Mẫn ơi, lại bắt đầu không? Tao lao mẹ trước rồi. Tao lao. Tao lao. Nhưng mà anh không muốn người con gái của mình phải làm lụng vất vả vì những đồng bạc đó. Ờ vậy hả? Cô vậy. Cô thoại xong chưa? Ủa là chứ thoại xong đi rồi em. Em sợ vô sớm rồi. Rồi, dạ, dạ. Đi rồi. Đi là nghe liền chứ không phải tin. Cái gì? Ê, cái mày cho anh đâu mà. Cái máy ghê. Ê, ê, nhưng mà mày cho anh. Đừng lại. Tao mày lấy đi. Dạ, cho mày ghê. Cái này qua nhà. Ê, 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 ai đi bệnh viện chậm lại xíu. Đúng rồi mẹ ơi, hồi nãy con làm test 4-5 cái chén luôn á mà bà nội không nói gì hết luôn. Nè con đi học ai dạy con tiếng Việt hả? Chén mà test hả? Chứ test gì ba? Xin lỗi, cho em lại cái đó đi. À, xin lỗi gì đừng nói, tự cười cho mà xin lỗi. Mà sao tự nhiên hôm nay mẹ thay đổi vậy ta? Sao nó giận dữ vậy? Xin lỗi ba. Câu gì đó? À, một tâm hồn thoáng đạt. Một tâm hồn thoáng đạt. Trời ơi má ơi. Tâm nó cười. Bản lãng như mặt hồ. Ê gì? Một tâm hồn thoáng đạt. Bản lãng như mặt hồ. Một tâm hồn thoáng đạt, bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Ok. Chú lạ bài. Hèn ôm vợ được rồi. Một tâm hồn thoáng đạt. Biết tao nói cái này. Bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Ok. Thôi tôi mệt quá, tôi nói chuyện hai người đâu thiệt luôn á. Đụng tới tiền bạc đó là hả anh em ly tán. Bạn thân để dành mà lo gì mấy cái này. Làm gà miếng thơm đang nói một câu. Để nói nguyên câu đi đó. Rồi, nổi lên nè. Mày tôi lấy 4 triệu rưỡi. Em nha, nói em nha. Vậy tôi lấy 4 triệu rưỡi. Tính nhận được có 120 à. Nhận lấy 5 triệu. Dơ cao lên, dơ cao lên, em dơ cái cây cao lên lạnh. Em không đi siết là đúng rồi đó. Chờ bóng rổ đâu có lực này lực 4 điểm rồi cô. Ủa vậy sao tự nhiên cô nói vậy vậy ta? Hả? Nhưng mà sao em chơi bóng rổ con mình vậy? Không chơi chung với bạn cho vui. Ông lọ này ăn ngang không được gì hết. Cha nội. Trời đất ơi, cô chơi giỏi lắm đó. Đó, vậy em hãy đi xong tới cô. Cẩn thận đó. Lại ra để cho chú đầu chị. Sợ quá. Yeah. Cô chơi được mà, chứ. Vô vô.
ơi. Có chơi được mà, nhớ nhớ nhớ. Từ từ. Có chơi được mà, nhớ nhớ nhớ. Để có chơi được mà, nhớ. Khó căng không? Ừ, chắc là phải giận rồi. Rồi cuối cuối nào cũng được thì giận nha. Không có được yếu đuối. Cố lên. Cố lên mẹ. Cố lên. Nó không thoại kìa. Nó không thoại, lúc cô đang ôm này nó thoại rồi đó. Bây giờ trả đi mời nó bỏ anh của con đó. Không quan mẹ, không quan bỏ anh rồi. Dễ rồi kìa. Anh dịu quá. Vô. Vô. Đưa bà ơi, ăn ăn. Má chạy, rồi mặt tôi mưa lên. Mặt anh ngọc. Trái cây nè tụi con. Cô mua ghế mới. Gãy cái cây ghê, cái ghế luôn rồi kìa. Đó mày đang nhìn đây, rất coi đang nhìn không, đây. Không, đang nhìn đây. Sao nhìn bên đây được. Mày nhìn cái nào nữa. Dơ cho người ta đi qua đó. Ba. Ở đây, đây vẫn đây đang nhìn đó, nhìn cái chị đẹp đẹp nè. Dạ em đang nhìn đấy. Nhìn ra đi một mình thôi. Phải chạy rồi đang nhìn thằng Long. Dạ dứt. Tôi nói cho bạn biết, Du My là bạn gái của tôi và mãi mãi là như vậy. Bạn không bao giờ có cửa với tôi đâu, bạn hiểu chưa? Vậy là phải giật trước nè. Chuyện là phải giật trước để nó có cái độ mạnh. Rồi, được. Có bao giờ đánh phụ nữ chưa? Chưa. Đàn ông chơi đánh phụ nữ là hèn. Tào lao. Trước khi ăn bên tiếng Hàn người ta đọc là 안녕하세요 짝 갑삼 나오다. Rồi. Rồi.